Châu xin được chúc mừng các em học sinh của trường tiểu học Hùng Vương. Và ngay sau đây xin mời trường tiểu học Liên Châu.
sau đây xin mời trường tiểu học Tề Lỗ ngay chuẩn bị. Ngay sau trường tiểu học Tề Lỗ là trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Lạc. Anh chỉ quay một số đơn vị thôi, không quay hết.